Mưa cái là gió nó ngắt mà không dự được. Anh vừa tóm một quả mà không tóm cho em một mình em không dự. Yeah.
sâu hẳn xuống. Xin chào anh em. Sorry anh em vì vừa rồi đường tiếng có chút trục trặc. Vì ở sân hiện nay đang gió và có mưa. Bây giờ tôi sẽ cùng các bạn đồng hành cùng trận đấu giữa hai đội bóng Việt Phương Đông và Ocean. Trên sân thì có cầu thủ Việt Phương Đông trong trang phục áo xanh biển, quần xanh biển. Còn cầu thủ Ocean trong trang phục áo xanh chuối, áo xanh chuối và quần đen. Tỷ số hiện nay đang là 1-0 nhưng về phía cầu thủ Việt Phương Đông. Hai cầu thủ theo kèm nhau rất sát vừa rồi, đó là Hiền Hói và Hải Lỡ. Để các bạn tiện theo dõi thì chúng tôi xin giới thiệu đội hình ra quân của hai đội trong trận đấu này như sau. Bên phía câu lạc bộ Ocean, thủ môn đó là Văn Việt. Trung vệ thòng số 21 là Hiền Hói. Ở bên biên trái số 98 Quang Lác. Hai cầu thủ đá giữa vẫn là Hà Toro và Hoàng Treo số 7. Hà Toro đang đeo áo số 20. Ở bên phải là Thái Đô Ni, còn tiền đạo là Thống Panh. Vẫn đội hình thường xuyên của các cầu thủ Ocean. Rất hay. Pha đỡ bóng một chạm qua người cực hay của Thống Panh. Cầu thủ đến từ Khánh Hòa. Trong đội hình của Ocean vẫn có hai cầu thủ ra từ Khánh Hòa. Đó là Hà Toro mang áo số 20 và Thống Panh mang áo số 3. Trong khi đó đội hình ra quân của Việt Phương Đông trong trận đấu này gồm có Long Thổ, tiền đạo đó là Hải Lữ. Long Thổ này đang chơi ở hậu vị biên trái, còn tiền đạo đó là Hải Lứ. Trung vệ của họ là Lâm Voi. Hai cầu thủ ở giữa sân có lẽ đó là Việt Lùn và Luân Lung. Dứt điểm 1-1. Pha phối hợp giữa Thái Đô Ni và Hoàng Treo. Đây dường như là pha ghi bàn đầu tiên của Hoàng Treo ở giải đấu này. Một pha đệm bóng cận thành. Trên sân hiện nay đang mưa khá to. Lâm Voi, Long Thổ. Thì trước vòng đấu này thì các thủ Ocean đang được 7 điểm. Thái Đô Ni. Vẫn còn Hà Toro. Không được. Đúng ra nên trả cho Quang Hiếp ở vị trí thuận lợi hơn. Đánh đầu. Người đánh đầu phá bóng là Long Thổ. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Trên sân số 1 là trận đấu giữa đội bóng du lịch và DTS. Thống Panh, Đoàn Tô. Rất nguy hiểm Thống Panh. Không được. Người phá bóng là Việt Lùn. Việt Lùn đã phá bóng ngay trong chân của Hà Toro. Đã có những bối rối trong cách phòng ngự của cầu thủ Việt Phương Đông ở trong ít phút vừa qua. Thống Panh phản công, Hải Lỡ, Long Thổ. Hoàng Treo đã can thiệp kịp thời. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì ở khắp miền Bắc diễn ra rất nhiều những trận đấu hay. Đó là những trận bán kết của giải đấu hạng nhì. Đó là ba trận đấu tại giải Big Six mà chúng ta đang theo dõi. Đó là các trận đấu tại top 12 Challenger.
vòng chung kết U20 của Hà Tây cùng các giải đấu của Bắc Ninh Pro League. Quang Hip, Hà Toro, lợi thế cho cầu thủ Ocean. Tái Roni, người phá bóng đó là Đoàn Tô. Thái Roni vừa rồi đã chuyền bóng cho Thống Bành. Trời mưa to sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng chơi bóng kỹ thuật của cả hai đội. Tuy nhiên đã là một cầu thủ phủi thì phải làm quen với những điều này, phải làm quen với trời nắng và phải làm quen với trời mưa. Viết luôn, có điều sẽ phải tiết giảm tốc độ và cũng phải hạn chế những pha va chạm mạnh. Thái Rui, hai biên của cầu thủ Ocean đều là những cầu thủ chơi giày bata, sẽ rất là khó cho cầu thủ chơi giày bata ở trong điều kiện trời mưa sân chơi như thế này. Hà Toro, Hoàng Treo, Quang Hiếp, và dứt điểm của Quang Hiếp. Thái Rooney vừa rồi đã nhắc đàn em Quang Hiếp phải căng lòng ở phía trong, nơi anh đã xuất phát vào giữa trung lộ. Với sự có mặt của Thái Rooney thì dường như là cầu thủ Ocean chơi với lại 3 tiền vệ hoặc 2 tiền đạo. Thái Rooney có thể lực rất tốt và rất thường xuyên nên tham gia tấn công. Có nhiều lúc anh chơi như một tiền vệ thứ 3 hoặc như một tiền đạo thứ 2. Trong đó vẫn đảm bảo được hành lang bên phía cánh phải của mình. Thái Rooney, sau rất nhiều ngày nắng to thì bây giờ Hà Nội đã có cơn mưa. Và ác liệt thay lại mưa đúng vào giờ mà các trận đấu của giải Big Six diễn ra. Tất cả các lực lượng tác nghiệp trên sân đều đang rất vất vả, từ các phóng viên trọng tài đến các huấn luyện viên. Và đương nhiên cả tôi bình luận viên nữa. Tôi chỉ lo ướt mic thôi. Các huấn luyện viên có lẽ là chỉ lo ướt máy ảnh. Luân lu, Lâm Voi, đóng thổ, không qua được Hoàng Treo. Có một pha cản người không bóng của Hoàng Treo. Một quả đá phạt cho cầu thủ Việt Phương Đông. Đoàn Tô, tên đầy đủ của Đoàn Tô đó là Đông Văn Đoàn, nghe như hiểu Đùng Văn Đoàn. Mong sao trời bây giờ đừng có Đùng Đoàn. Đóng thổ, đánh đầu ngược lại, luân lu, bóng vẫn trong chân cầu thủ áo xanh biển. Đoàn Tô, không có ai phía cột hai. Thái Đô đi, Quang Hiếp, vẫn là Quang Hiếp. Pha tranh bóng giữa hai cầu thủ sinh năm 98. Đau đấy. Cầu thủ Việt Phương Đông đã chủ động đá bóng ra ngoài. Một pha đi bóng khá mạo hiểm của Quang Hiếp. Như vậy Quang Hiếp đã có thể đứng được dậy và tiếp tục thi đấu. Có vẻ như Quang Hiếp hơi bị choáng sau tình huống vừa rồi. Một pha bóng mà anh bị kẹp giữa hai cầu thủ của Việt Phương Đông. Sẽ là pha Thái Rooney, Thống Bành,
Trời mưa sân trơn nên những quả chuyền cự ly trung bình hoặc cự ly dài sẽ rất khó. Rất khó cho mọi đối thủ có thể là đỡ được bóng, chứ đừng nói là có thể đi tiếp và làm một cái gì đó đối với khung thành của đối phương. Mậu Cao Huynh. Pha đánh đầu của Quang Hiếp. Người phá bóng đó là Lâm Voi. Thái Tony. Thái Tony đang có mặt ở khắp nơi. Hoàng Treo. Thái Tony. Cái chân của Mợ Cá Gươn rất nhanh đã cứu thua. Đó là Thái Tony. Không được. Có lỗi của Hoàng Treo. Hoàng Treo rồi đã phạm lỗi với Việt Lùn. Việt Lùn vừa rồi đã theo sát đội trưởng của Olsen. Lóng thổ. Không được. Bóng chuỗi thì khiến Đoàn Tổ không thể đoán được quả bóng từ phía lóng thổ truyền ra. Rất khó cho mọi lực lượng tác nghiệp ở trên sân. Quang Hiếp không kịp. Đoàn Tô. Đóng Tô. Hai biên của Phương Đông đều là những cầu thủ có khả năng sút xa rất tốt. Đoàn Tô. Có lỗi của Hoàng Treo. Đứng trước bóng sẽ là ba chân sút nổi tiếng của các cầu thủ phía Phương Đông, những cầu thủ có khả năng sút xa cực tốt. Long Thổ, Đoàn Thổ và Lâm Vo. Tên đầy đủ của Lâm Vo đó là Đồng Xuân Lâm. Người to có những cú sút cực căng. Nhưng mà anh là Lâm Voi. Dứt điểm. Đã có lót cột 2. Người lót cột 2 đó là Hà Tô Đô. Phản công Thống Panh. Thống Panh với Lâm Voi. Thống Panh. Thái Đô Ni. Vẫn là Thái Đô Ni. Dứt điểm. Không vào. Trung sang ngang. Pha solo tuyệt vời của Thái Đô Ni. Hết giờ. Như vậy hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc với tỷ số là 1-1. Hiệp 1 trận đấu đã kết thúc bằng pha bỏ lỡ pha bóng tuyệt hay của Thái Đô Ni. Xin chào các bạn và sau đây chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút trước khi bước về pha trận đấu này.
Thank you.
Xin mời các bạn trở lại với hiệp 2 trận đấu giữa đội bóng Ocean và Việt Phương Đông trong khuôn khổ vòng đấu thứ tư của giải bóng đá Big Six Tournament 2020. Sau khi lúc hiệp 1 hai đội đã rời sân với tỷ số 3-1. Việt Phương Đông dẫn trước với bàn thắng của Hải Lứ. Còn phía Ocean, người ghi bàn đó là đội trưởng Hoàng Treo. Hải Lứ, Hatoro phản công đối thủ Ocean. Hatoro 3-3. Hatoro Hoàng Treo căng ngang, pha lừa bóng rất hay, không thắng được một Gawin dứt điểm, vẫn không vào. Pha dứt điểm sau đó của Thái Đông Ly là đủ hiểm hóc để hạ thủ môn, nhưng vẫn còn một cầu thủ đứng ở vạch đưa trước khung thành để cứu nguy cho cầu thủ Việt Phương Đông. Dường như đó là Đoàn Tô. Một pha phản công rất sắc bén của các cầu thủ Ocean. Thái Đông Ly dứt điểm, pha dứt điểm của Quang Hiếp đó là một trong những bài chúng ta thường thấy. Luân lưu là sự bổ sung đáng kể của các cầu thủ Việt Phương Đông ở mùa giải năm nay. Hoàng Treo không được, hai cầu thủ đều vào lỡ, cả Thống Bành lẫn Thái Đông Ly đều vào lỡ. Thái Đông Ly đang chơi rất quyết tâm. Người đá biên lần này sẽ là Haturu. Cầu thủ từng có tên trong đội tuyển U17 Việt Nam. Hoàng Treo, Thống Bành không được, Việt Lùn sẽ có phạt góc dành cho các cầu thủ Ocean. Vừa rồi thì bóng đã phá ra tận vườn cây. Pha dứt điểm cũng rất đúng bài của Thống Bành. Chỉ tiếc là bóng đi vượt sáng ngang. Mậu Ca Huỳnh Đóng thổ và Thái Đô Nì. Việt Lùn người cắt bóng là Hoàng Treo. Lâm Voi. Trong đội hình của đội bóng Việt Phương Đông có hai cầu thủ dẫn chân trái, đó là Long Thổ và Lâm Voi. Thì đều là những cầu thủ có khả năng sút xa rất tốt. Trong đó thì Đoàn Tổ đã khẳng định được tài năng của anh. Cầu thủ sinh năm 98 này là vua phá lưới của giải bóng đá nhất năm ngoái. Pha đánh đầu của Thái Đô Ni.
rất bất ngờ khi Hiền Duổi đang chơi trung vệ trong đội hình của đội Ocean. Hiện nay bên phía Ocean còn có hai cầu thủ có thể hình rất tốt, có khả năng chơi trung vệ. Một trong hai số đó, đó là Thành Ben. Thành Ben hôm nay cũng ra sân, nhưng Hiền Duổi vẫn đang là trung vệ. Trận đấu trước thì lần đầu tiên được chơi trung vệ thì Hiền đã chơi không hề tồi. Sở trường của Hiền Duổi đó là tiền vệ. Arturo qua người rất hay. Trên sân số 1 thì tỷ số trận đấu giữa đội bóng DTS và Du Lịch dường như đang là 1-0. Nhưng về phía cầu thủ DTS, hiện nay tại giải đấu Big Six Tournament thì các cầu thủ Ocean đang dẫn đầu với 7 điểm. Sau trận đấu đầu tiên hòa 1-1 với DTS, thì hai trận đấu sau họ đã giành chiến thắng trước BIDV Quang Trung và Tuấn Sơn. Ocean hiện nay đang được 7 điểm, họ hơn đội thứ nhì tới 3 điểm. Vì thế chỉ cần hòa trong trận đấu này thì Ocean vẫn giữ được ngôi đầu bảng bất chấp kết quả các trận đấu khác như thế nào đi nữa. Hôm nay thì còn hai trận đấu bán kết của giải hạng nhì cũng được rất nhiều người quan tâm. Sau kết thúc hiệp 1 thì cả hai trận đấu này đều đang có tỷ số là 0-0. Đó là trận đấu giữa Phoenix gặp HTT và TG gặp đội bóng Eco Park, một đội bóng nhiều tham vọng. The Boy Lâm Voi và Đoàn Thổ có lẽ là hai anh em họ, Đồng Xuân Lâm và Đồng Văn Đoàn. Đây là những cầu thủ đã khoác áo câu lạc bộ Quan Nhân Dân. Nhưng đó là trước kia. Còn bây giờ thì các bạn đã biết, các cầu thủ Quan Nhân Dân hầu hết là những cầu thủ lứa năm của Hoàng Anh Gia Lai. Long Thổ không được, hai lứa bóng vẫn còn trong sân. Ném cũng nhanh đấy. Vừa rồi thì suýt giữa Long Thổ làm khó bình luận viên. Thục Banh phản công. Thái Đôn Đi, vẫn là Thái Đôn Đi. Có lỗi của cầu thủ Việt Phương Đông. Cầu thủ phạm lỗi với Thái Đôn Đi sẽ bị thẻ vàng. Đó là Long Thổ. Trên sân hiện nay thì mưa đã giảm. Tuy nhiên sân thì vẫn còn rất trơn. Hạt mưa đã nhỏ hơn nhưng vẫn mưa. Thái Đôn Đi, Thái Đôn Đi. Đoàn Tổ đã lan xả, viết luôn. Phản công cho cầu thủ Việt Phương Đông. Người cắt bóng tốt đó là Hà Toro. Phản công ngược lại, Thái Đôn Đi. Thái Đôn Đi và Lâm Voi. Không làm khó được thủ môn Mậu Kawin. Năm ngoái khi mà cầu thủ Việt Phương Đông giành ngôi vô địch hạng nhất thì họ đã đoạt luôn tất cả các danh hiệu cá nhân, đó là vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất và cầu thủ xuất sắc nhất.
những danh hiệu dành cho Đoàn Tổ và Mộ Ca Huynh cùng Long Thổ là không thể chối cãi. Đứng trước bóng đang là Lâm Voi. Dứt điểm rất căng. Hoàng Treo, Quang Híp dứt điểm, bóng chạy khung khô. Long Thổ tranh cướp bóng rất tốt, phản công Hoàng Treo. Hoàng Treo vẫn là Hoàng Treo rất khỏe. Trọng tài xác định có lỗi của các cầu thủ phía Phương Đông. Sơn thì Bà Duy đang khởi động. Hiện nay thì huấn luyện viên thể lực dứt điểm không vào. Pha dứt điểm của Hà Toro. Khung thành đã mở rộng nhưng Hà Toro lại dứt điểm vọt quá xa. Chỉ cần không vọt quá xa thì bóng sẽ vào lưới. Rất tiếc cho cầu thủ Ocean. Hiện nay thì trợ lý huấn luyện viên thể lực cho câu lạc bộ Ocean đó là huấn luyện viên Việt Tiễu. Việt Tiễu từng là cầu thủ và huấn luyện viên của câu lạc bộ Phú Đồng. Pha dứt điểm của Việt Lun. Long Thổ đánh đâu? Không phải, đó là pha dứt điểm. Pha dứt điểm của Hải Lỡ. Sau khi cầu thủ Ocean bỏ lỡ cơ hội thì đến lượt các cầu thủ về Phương Đông. Pha bóng cận thành cũng rất ngon nhưng Hải Lỡ lại đệm vào cạnh lưới. Hoàng Treo dứt điểm không được. Pha căng vào và Thống Bành đã kịp thời nhập vào khu vực cấm địa. Thái Đô Ni và cản bóng tốt của Luân Lù. Thái Đô Ni đang chơi rất hay trận đấu này. Thống Bành không vào, dứt điểm không vào. Những pha dứt điểm liên tiếp có lỗi của Hà Toro. Đang có những điểm nóng ở trên sân.
Không được. Bên phía câu lạc bộ Ocean có sự thay đổi người. Thống Panh là người ra sân. Và vào sân đó là Ba Duy. Người phá bóng là Hatoro, dứt điểm. Pha dứt điểm là của Lâm Voi. Trận đấu đang diễn ra rất nhanh. Quang Hiếp. Thái Đô Đi. Trời mưa khiến các cầu thủ không bị hao tổn về thể lực. Trọng tài xác định có lỗi. Có lỗi của Lâm Voi. Đi chơi bóng sẽ là Hatoro. Thái Đông Y sẽ là người thực hiện quả đá phạt này. Thái Đông Y. Chỉ có Thái Đông Y và Hiền Hoài đi chơi bóng mà thôi. Haruni. Haturu. Dứt điểm. Bàn thắng của Hoàng Trèo. Một pha phối hợp rất hay. Thái Haruni, Haturu và Hoàng Trèo đứng từ một góc rất hẹp đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho các thủ Ocean. Cú đúp của Hoàng Trèo. Luân Lu. Việt luôn. Và phòng thủ tốt của Thái Đôn Ý. Quả phạt góc dành cho cầu thủ Việt Phương Đông. Dứt điểm rất căng. Và dứt điểm rất căng của Luân Lu. Văn Việt. Long thổ. Có lỗi của Thái Đôn Ý. Pha phạm lỗi của Thái Đôn Ý. Chiếc thẻ vàng dành cho Thái Đôn Ý rồi. Có thể có còi. Đứng chưa bóng là Đoàn Tổ và Long Thổ. Sút luôn. Hơi khó sút trong tình vừa rồi. Học sút quá hẹp. Cầu thủ Việt Phương Đông bây giờ chắc chắn là sẽ phải chơi pressing. Okay. Rồi rồi, tên là gì em nhỉ? Thắng à? Thắng gì đấy? Đức Thắng à? Thái 98. Bên phía đội bóng Ocean đang chuẩn bị sự thay đổi người. Cầu thủ vào sân là Đức Thắng. Đức Thắng sẽ vào sân để thay cho Quang Hiếp. Sau khi vào sân thì Đức Thắng sẽ chơi hành lang bên phía cánh phải. Còn Thái Đôn Ý sẽ đổi sang bên phía cánh trái. Hai lứa.
Nhìn đầu phá bóng là Hiền Duôi. Arturo. Hoàng Treo. Căng ngang. Đó là pha căng ngang của Hoàng Treo. Pha căng ngang bằng chân không thuận của anh. Phản công cho cầu thủ Việt Phương Đông, luân lù. Việt luôn. Long Thổ. Long Thổ rất hay. Những pha đi bóng rất hay của Long Thổ, rất mềm. Sẽ có phạt góc cho cầu thủ Việt Phương Đông. Trời vẫn đang đổ mưa khá to. Mưa nhỏ rồi bây giờ lại mưa to. Đây là một ngày thực sự vất vả cho tất cả mọi người trên sân. Và đá phạt góc khá nguy hiểm của Long Thổ. Hoàng Trèo. Không có lỗi. Vẫn là Long Thổ. Lỗi của Hoàng Trèo. Lâm Voi. Long Thổ. Thái Rooney. Thái Rooney cũng là có mặt ở khắp nơi. Dường như anh chơi trong vai trò của một cầu thủ tự do. Hai lỡ. Chứ không phải hậu vệ biên nữa. Đoàn Tô. Không được. Không qua được Hoàng Trèo. Luân lù. Những huấn luyện viên như Long Thổi hay Thanh Sang đều đang ướt hết như chuột. Chứ đừng nói đến các thủ ở trên sân. Chủ tịch của các đội bóng là ông Dương Con và ông Dũng Dương Đội cũng là có mặt ở trên sân và chăm chú theo dõi trận đấu. Dứt điểm. Không chính xác. Và dứt điểm của Việt luôn. Thái Rooney. Bá Duy. Bá Duy trước hai cầu thủ của Việt Phương Đông. Trời mưa sân trơn khiến nhiều cầu thủ bị trượt chân ngã trên sân. Rất khó hiểu với những cầu thủ đi giày bata như Việt Lùn hay Thái Rooney vẫn có thể thi đấu tốt được. Rất nguy hiểm. Thêm pha căng ngang rất nguy hiểm nữa của cầu thủ Olsen. Đây có vẻ như là bài đánh quen thuộc của cầu thủ Olsen đã được tập. Đã được tập luyện thường xuyên. Nhưng cũng thêm lần nữa thì Arturo không với thế bóng. Chân của anh chỉ sượt có bóng mà thôi. Việt Lùn. Đồng Hà Đoàn. Phản công. Đức Thắng. Bá Duy. 2-1. Bá Duy. Căng ngang. Không được. Hoàng Trèo đã vào lỡ mất một nhịp. Và căng ngang rất vừa nhịp của Bá Duy. Bóng rất êm. Nhưng rất tiếc là do trời mưa sân trơn, Hoàng Trèo đã vào quá sâu. Không có lỗi. Trọng tài không xác định không có lỗi của Hiền Duôi. Bá Duy. Chắc chắn là trời mưa như này nếu như không có những pha bóng biết nhường nhau thì sẽ có nhiều cầu thủ bị đau. Rất nguy hiểm. Pha bóng vào rồi là của Luân Lù. Trên sân số 1 thì có hai cầu thủ đang bị đau. Mỗi cầu thủ một bên. Một của Du Lịch và một của DTS. Hoàng Trèo.
Pha sọc bóng rất nguy hiểm của Đoàn Thổ. Chúng ta hãy chờ xem quyết định của trọng tài. Chiếc thẻ vàng dành cho Đồng Văn Đoàn. Rõ ràng vừa rồi đó là một động tác thừa của Đồng Văn Đoàn đối với Arturo. Ngay sau đó thì Đồng Văn Đoàn đã có những động tác thân thiện đối với Arturo. Trên thực tế thì Đồng Văn Đoàn cũng không phải là một thủ chơi ác liệt. Đánh gót rất hay. Pha đánh gót tuyệt vời của Ba Duy. Một pha đánh gót rất đẳng cấp của cựu tuyển thủ quốc gia Phúc Sang Việt Nam. 3-1 cho cầu thủ Ocean. Ocean bây giờ đang có hai cầu thủ tiền đạo chơi rất kỹ thuật và khó chịu. Bảo Nam thì chưa có định chưa? Nam ok rồi đi. Ok. Bên phía của Ocean đang chuẩn bị có sự thay đổi người. Việt luôn. Long Thổ. Và cứ bóng tốt của Ba Duy. Arturo 3-1. Vẫn là Arturo rất bình tĩnh. Không vào. Hoàng Trèo đã bỏ lỡ cơ hội để có thể là hat-trick. Cầu thủ rời sân sẽ là Hoàng Trèo. Có thẻ không em? Có thẻ không? Có thẻ thì mang thẻ ra. Công Định cho vào sân để giành thay cho Hoàng Trèo. Hoàng Trèo tỏ ra rất tiếc ở sau tình huống vừa rồi. Người phá bóng đó là Hiền Duôi. Đoàn Thổ. Tuấn Lu. Sáu tên gì em ơi? 26 tên gì? Xem thẻ này. Sĩ Cường. Như vậy cầu thủ Việt Phương Đông có hai sẽ đổi người. Sĩ Cương và Phong Con sẽ vào sân để thay cho Luân Lu. Thay cho Luân Lu và Việt Luân. Cố Định không qua được Lâm Voi. Hải Đô Ni. Bên phía Ocean có sự thay người khi Trọng Đạt chuẩn bị vào sân để thay cho Arturo. Hai tư về hướng đông là gì?
Các huấn viên của hai bên đều đang thử nghiệm một số vị trí trong đội hình. Pha kèm người rất chắc chắn của Hiền Duôi. Có sự thay đổi người. Ra đi. Em ơi, ra đi. Em mới ra báo đi, bỏ cái ra báo đi. Đang làm thủ tục, cứ bình tĩnh anh em, cứ bình tĩnh. Làm thủ tục xong rồi thay. Rồi, cứ hết tình huống thì báo. Đấy, báo đi. Ông Tài, ông Tài. Có những tranh cãi ở trong tình huống vừa rồi khi mà Hà Toro va chạm với Toàn Tô. Trọng Đạt, pha dứt điểm của cầu thủ mới vào sân Thanh Vừa, Trọng Đạt. Hiển Duôi rời sân, vào sân đó là Minh Tiến. Trời mưa sân trơn nhưng thi thoảng vẫn có những cái đầu nóng ở trên sân. Rất khó tình huống vừa rồi. Giờ bảo luôn cho ta nút vào thay người nhá. Thái Đông đi rời sân. Và vào sân đó là Dương Thanh Tuân. Tuân lõi. Đoàn Tô đóng thổ dứt điểm. Sĩ Cương, Đình Thủy mất bóng, phản công, công định. Cầu thủ Sơn đang tiến đến sát chức vô địch. Bá Duy, một pha tranh cướp rất thông minh của Bá Duy. Luân lõi. Bá Duy. Thành Luân. Rất căng. Xe có phạt góc cho cầu thủ Hồ Sơn. Trước khi mùa giải diễn ra thì Dương Hơn gặp một accident. Và chúng ta có thể nhìn thấy tay phải của anh vẫn đang phải cuốn băng.
không được. Đá biên cho cầu thủ Olsen. Trên sân số 1 thì trận đấu giữa DTS và Zurich cũng đã kết thúc. Không được. Pha dứt điểm hoàn toàn không chính xác của Dương Thành Luân. Bây giờ thì mưa đã tạnh. Xuân Phong. Vẫn là Phong còn. Pha bóng chắc chắn của Văn Việt. Hết giờ. Và như vậy chiến thắng đã thuộc về các cầu thủ Olsen với tỷ số là 3-1. Cầu thủ lập cú đúp đó là đội trưởng Hoàng Treo. Còn người ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 là Ba Duy. Xin chào các bạn, và với chiến thắng này thì cầu thủ Olsen có rất nhiều khả năng có huy chương tại giải đấu năm nay. Họ sẽ được 10 điểm. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở vòng 5 của giải bóng đá Big Six Tournament 2020 vào chủ nhật tuần tới. Em ơi, em rút cái ổ điện lên trên này ra.